trưởng thành Harry Won cứ tình cảm thế này, bảo sao thiên hạ không ghen tị. Cặp vợ chồng son trưởng thành Harry Won vô tư thể hiện tình cảm ngọt ngào nơi đông người. Tối 15 tháng 2, bộ phim điện ảnh 49 ngày phần 2 đã có buổi ra mắt truyền thông và khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim của đạo diễn Nhất Trung nói tiếp mạch chuyện của phần trước, nhưng vai trò nam nữ chính của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương đã được thế chỗ bởi Ngô Kiến Huy và Harry Won. Trong sự kiện một lần nữa, Trấn Thành và Harry Won lại khiến nhiều người ghen tị bởi những cử chỉ ngọt ngào và tình cảm. Là một trong những nhân vật chính của sự kiện, Harry Won gây ấn tượng ngay khi vừa xuất hiện với vóc dáng mảnh mai bất ngờ. Nữ diễn viên diện chiếc váy màu đỏ được thiết kế khá gợi cảm. Được biết, chiếc váy trị giá 1.200 đô, khoảng 22,6 triệu đồng, nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Không chỉ vậy, ví cầm tay của Harry cũng là một trong những món đồ hiệu khá đắt đỏ. Chiếc ví với giá 1.300 đô, gần 30 triệu đồng là sản phẩm mới nhất thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2017 của Tristan Globotin. Đây là sản phẩm duy nhất có mặt ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Dù không góp mặt vào bộ phim điện ảnh này, nhưng Trấn Thành vẫn tham dự lễ ra mắt phim để động viên bà xã Harry Won. Trong suốt sự kiện, cặp vợ chồng son không ngại trao nhau những cử chỉ tình cảm âu yếm giữa chốn đông người. Phần 2 của 49 ngày mở đầu với khung cảnh nhân vật Huy, Ngô Kiến Huy thủ vai, tỉnh dậy sau tai nạn xe và gặp phải chứng, mất trí nhớ tạm thời. Bi thảm hơn, anh còn nhìn thấy một cô ma xinh đẹp do Harry Won đóng, cũng mất ký ức và đang đeo bám Huy để chọc phá. Để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này, Huy phải tìm cách khôi phục ký ức cho con ma trong thời hạn 49 ngày trước khi con ma ấy bị tan biến mãi mãi. Nhạc phim 49 ngày phần 2 sẽ do Harry Won đảm nhiệm với ca khúc Yêu Không Hối Hận, Võ Hoài Phúc sáng tác. Sau khi phim được ra mắt, sẽ có một MV ca nhạc cực đẹp với sự xuất hiện của hai diễn viên chính là Harry Won, Ngô Kiến Huy dành tặng cho khán giả. Phim 49 ngày phần 2 với sự tham gia của các diễn viên Harry Won, Ngô Kiến Huy, Việt Hương, Mạc Văn Khoa, Thu Trang, Tiến Lực sẽ khởi chiếu toàn quốc từ ngày 17 tháng 2, 2017. Harry Trấn Thành khiến nhiều người ghen tị bởi những cử chỉ tình cảm. Độ nhây trên mạng xã hội đố ai bằng Trấn Thành và Harry Won. Cặp đôi luôn khiến khán giả bật cười trong mỗi lần chia sẻ hình ảnh khi liên tục dìm hàng nhau hay những người bạn thân. Từ khi yêu nhau đến khi kết hôn, Trấn Thành và Harry Won luôn là cặp đôi được khán giả quan tâm đặc biệt. Trong những dịp chia sẻ với báo chí, giới truyền thông hay trên mạng xã hội, Trấn Thành và Harry đều dành những lời có cánh cho nhau và dĩ nhiên không thiếu những dòng tâm sự chân tình trong khoảng thời gian vừa qua sóng gió để đến bên nhau và cùng xây dựng tổ ấm. Vừa qua, cặp đôi cũng đã có dịp mừng lễ tình nhân ấm áp bên nhau với những món quà ý nghĩa cùng nhiều lời chúc đến từ khán giả, người hâm mộ. Với sự hòa hợp trong tính cách vui vẻ, tương tự, Trấn Thành và Harry không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả trên sân khấu truyền hình, mà ngay cả đời thường, so về độ nhây trên mạng xã hội thì thật khó ai có thể vượt qua cặp đôi này. Nhân dịp đầu năm mới, Trấn Thành và Harry Won có những lời chúc đến khán giả. Cặp đôi sử dụng một ứng dụng điện thoại để quay clip khiến khán giả không thể nhịn cười. Đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Dường như Trấn Thành và Harry Won chưa bao giờ ngại làm mặt xấu và chia sẻ những khoảnh khắc vui với khán giả. Ngay cả khi nghiêm túc nhất, đôi vợ chồng son cũng khiến khán giả bật cười. Trong loạt ảnh cưới chụp ở Paris, Trấn Thành và Harry Won vẫn nhí nhố đến mức khó tin. Không chỉ dừng lại ở việc dìm hàng lẫn nhau, Trấn Thành cũng hay hại bạn bè và chia sẻ ảnh lên mạng xã hội khiến fan cười ngất. Bấy nhiêu đủ để thấy so về độ hài hước và nhây thì khó ai có thể vượt mặt cặp đôi này. Dù lưu diễn ở Mỹ, Trấn Thành vẫn chuẩn bị quà Valentine độc khiến Harry Won khóc nức nở. Kể từ khi yêu và cưới Trấn Thành, Harry Won chịu không ít áp lực thị phi, nhưng trên hết cô vẫn là người phụ nữ may mắn vì nhận được sự quan tâm, chăm sóc cực chu đáo của ông xã. Do Valentine năm nay trùng với lịch lưu diễn tại Mỹ của Trấn Thành nên anh đã không thể ở bên cạnh bà xã trong dịp đặc biệt này. Trước đó từ Mỹ, Trấn Thành đã gửi những lời chúc ngọt ngào nhất đến với người bạn đời của anh trên trang cá nhân. Valentine bà xã, dành cho em những yêu thương nồng nàn nhất của anh nhé. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh như một món quà. Mãi yêu em. Happy Valentine bà xã. Dòng chạng sái ngọt liệm Trấn Thành gửi đến Harry Won như ngày lễ tình nhân, cứ tưởng đã thay cho tất cả,
và Harry cũng sẵn sàng cho một ngày Valentine không có chồng bên cạnh. Dù vậy, cô nàng cũng cảm thấy khá cô đơn và không ít hụt hẫng. Tuy nhiên, Harry Won đã vô cùng bất ngờ và bật khóc nức nở vì những điều Trấn Thành đã làm cho cô. Dù là Valentine muộn, Harry Won đăng tải những hình ảnh về ngày Valentine muộn cùng lời chia sẻ. Valentine muộn, Harry cũng có quà, chồng tạo bất ngờ, đi diễn xa về cái rất nhiều gấu bông cầm giấy Momo chào đón mình. Và nhận xong khóc quá trời, cảm động ghê, cảm ơn chồng nhé. Vốn là một trong nhiều sao nam Việt ngọt ngào lãng mạn bậc nhất showbiz, Trấn Thành đã bí mật dàn dựng một món quà đặc biệt dành cho bà xã Harry. Trấn Thành đã khiến ngày đặc biệt này thêm ấm áp, không để Harry cảm thấy cô đơn, dẫu phải đón lễ tình nhân một mình. Chính sự chu đáo và khéo léo ấy của Trấn Thành khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Sau scandal bắt cá hai tay, vì sao Trường Giang vẫn sống sót và tỏa sáng? Vướng phải scandal tình cảm với Quế Vân khi đang yêu Nhã Phương, Trường Giang vẫn vượt qua một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn được ủng hộ hơn xưa. Trường Giang và Nhã Phương dính nghi án tình cảm khi đóng chung phim điện ảnh 49 ngày. Sau đó không lâu, cả hai công khai chuyện yêu nhau với khán giả và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên, Trường Giang bất ngờ bị nữ ca sĩ Quế Vân đăng status cùng nhiều bằng chứng tố chuyện anh bắt cá hai tay. Trong thời gian yêu Nhã Phương, mười khó còn qua lại lăng nhăng với Quế Vân. Điều này làm Quế Vân vô cùng đau khổ. Trước những bằng chứng xác thực đó, Trường Giang giữ im lặng. Nhã Phương không lên tiếng mà chỉ âm thầm đăng status buồn. Dư luận chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên phản đối kịch liệt và tỏ vẻ tức giận vì sự lăng nhăng của Trường Giang. Số còn lại bày tỏ sự nghi ngờ, cho rằng Quế Vân lợi dụng chuyện tình cảm và dựa hơi để PR tên tuổi. Dù cuộc tranh luận không đi đến đâu, tên tuổi và danh tiếng của Trường Giang vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Giữa tâm bão, Trường Giang vẫn hoạt động nghệ thuật hăng say. Anh cũng kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. Khán giả hiếm khi thấy Trường Giang công khai bày tỏ những lời nói có cánh với Nhã Phương trước công chúng. Tuy nhiên, nam diễn viên hài luôn dành cho bạn gái những cử chỉ quan tâm, chăm sóc khiến nhiều người ganh tị. Mưa dầm thấm lâu, chính những hành động chân thành đúng chuẩn sói ca của Trường Giang đã khiến anh vượt qua tâm bão, lấy lại tình cảm của công chúng. Ở thì hiện tại, mọi người chỉ nhớ đến hình ảnh Trường Giang yêu thương và cưng chiều bạn gái rất mực, mà hoàn toàn quên đi lùm xùm thiếu chung thủy của anh trong quá khứ. Cụ thể, khi xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, Trường Giang luôn chủ động nắm chặt tay Nhã Phương và dìu cô đi trên thảm đỏ. Không những thế, mười khó còn chu đáo cúi người giúp bạn gái chỉnh sửa váy. Từng cử chỉ quan tâm dù rất nhỏ của Trường Giang đã phần nào cho thấy tình yêu mà chàng hề xứ Quảng dành cho Nhã Phương rất là chân thành. Ngoài ra, Trường Giang còn không ngừng ngại đút thức ăn cho bạn gái, chứ sự chứng kiến của nhiều người khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Mỗi khi có thời gian, Trường Giang đều tự tay lái xe, đưa đón bạn gái đi diễn. Với mười khó, đây là niềm hạnh phúc mà chỉ anh có được. Cách đây chưa lâu, trong lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã lần đầu công khai nói yêu Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình. Trường Giang không dám hứa điều gì vì cuộc sống không thể nói trước được. Nhưng sau này tôi sẽ là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn, đau trong nỗi đau và là người cuối cùng vui trong niềm vui của người này. Cảm ơn Nhã Phương, anh yêu em rất nhiều. Trường Giang chia sẻ, dù không có ngoại hình cao ráo, điển trai lý tưởng, nhưng Trường Giang lại sở hữu cái duyên dí dỏm đáng yêu, khiến nhiều cô gái phải liêu xiêu khi trò chuyện với anh, trong số đó có Nhã Phương. Nhã Phương từng thừa nhận rằng đã rất nhiều lần cô muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng không thể tìm thấy sự đồng cảm. Cho đến khi gặp Trường Giang thì trái tim cô đã rung động trước sự che chở và yêu thương. Trải qua không ít sóng gió, người hâm mộ đang rất mong chờ được chứng kiến cái kết hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương trong năm 2017. Tỏ tình ấn tượng của sao Việt ngay trên sân khấu. Có khi đó chỉ là một lời chia sẻ sự ngưỡng mộ, tình cảm dành cho người đồng nghiệp thân thiết. Nhưng đôi khi đó cũng là cách những gương mặt nổi tiếng của showbiz chứng minh tình yêu họ dành cho nửa kia. Những màn tỏ tình công khai này luôn khiến các fan bất ngờ và thích thú. Trường Giang và Nhã Phương, lễ trao giải Mai Vàng diễn ra vào tối 20 tháng 1 vừa rồi, là một trong những sự kiện giải trí đầu tiên của năm 2017 và thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Sự xuất hiện của diễn viên hài Trường Giang cùng Nhã Phương nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự nổi bật khi cùng được vinh danh ở hạng mục nam nữ diễn viên điện ảnh truyền hình.
Điểm nhấn của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương tại lễ trao giải là khi đứng trên sân khấu, danh hài không ngần ngại nắm chặt tay bạn gái và công khai nói anh yêu em trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. Sau đó Trường Giang còn ga lăng nắm tay dìu bạn gái quay về hàng ghế khách mời của sự kiện. Thúy Diễm và Lương Thế Thành. Trước cặp đôi Trường Giang Nhã Phương, một đôi trai tài gái sắc khác là Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng không ngại bày tỏ tình cảm trước đám đông. Đôi tiên đồng ngọc nữ của làng điện ảnh Việt phải lòng nhau sau khi tham gia bộ phim Ranh Giới Tình vào năm 2013 và đã chính thức nên duyên vợ chồng bằng hôn lễ hoành tráng cũng như vô cùng lãng mạn năm 2016. Tại lễ trao giải HTV Award 2015, khi đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, Lương Thế Thành không ngần ngại nói anh yêu em và dành ánh mắt trìu mến về phía hàng ghế khán giả cho Thúy Diễm. Màn tỏ tình bất ngờ của nam diễn viên điện trai khiến Thúy Diễm vô cùng hạnh phúc. Dù khi đó đang được hàng ngàn người chú ý, nhưng cô vẫn không giấu nổi sự xúc động và niềm hạnh phúc trào dâng trong ánh mắt. Mỹ Tâm, nữ ca sĩ được nhiều đồng nghiệp tỏ tình trên sân khấu nhất. Họa mi tóc nâu Mỹ Tâm nổi tiếng và được nhiều người mến mộ từ nhiều năm nay, sở hữu giọng ca thiên phú, cá tính mạnh mẽ và tấm lòng nhân hậu. Việc nhiều nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí xa lưới tình của Mỹ Tâm là điều không khiến khán giả lạ lùng hay ngạc nhiên. Đàm Vĩnh Hưng, ông Hoàng Nhạc Việt, có lẽ là người chăm thú nhận việc bị Mỹ Tâm cuốn hút nhất. Một trong những lần tỏ tình nổi bật mà Mr. Đàm dành cho Mỹ Tâm là khi cô hứa sẽ hỗ trợ thí sinh ở The Voice 2015. Lúc ấy, nam ca sĩ đình đám đã thốt lên rằng Tâm ơi đừng hỏi vì sao anh yêu em. Trong khi đó, khi Mỹ Tâm góp mặt trong chương trình ca nhạc Vào Hạ ở Hà Nội, giọng ca Đào Hoa Tuấn Hưng đã thổ lộ anh nói thẳng luôn trước mặt bao người là anh yêu Mỹ Tâm à. Câu nói của người đồng nghiệp thân thiết khiến họa mi tóc nâu khá ngại ngùng và chỉ biết cười trừ. Chẳng hề thua kém hai đồng nghiệp kể trên, Bằng Kiều cũng từng nói muốn kết hôn cùng Mỹ Tâm. Đó là lúc hai người vừa hoàn thành phần song ca ca khúc Hãy Nói Với Em trên sân khấu. Bằng Kiều không ngần ngại tâm sự, em thật sự rất xinh và anh muốn lấy em làm vợ. Tuy nhiên, hầu hết những người yêu nhạc đều hiểu đây là cách để bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến của các đồng nghiệp đối với Mỹ Tâm, chứ không phải thể hiện tình yêu nam nữ đơn thuần. Hồ Ngọc Hà cũng nằm trong danh sách những người đẹp được tỏ tình ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, đối tượng tỏ tình lại là một thí sinh tham dự chương trình Nhân Tố Bí Ẩn 2014 do cô làm giám khảo. Nên về cơ bản, màn thổ lộ tình cảm cũng diễn ra một cách hài hước và được tiếp nhận nhẹ nhàng hơn. Trấn Thành đòi cưới Lan Ngọc. Ông xã của nữ ca sĩ Harry Won là một trong những gương mặt hoạt ngôn nhất của làng giải trí Việt. Chính bởi vậy, anh luôn có những cách đặc biệt để khuấy động sân khấu, trong đó có cả việc ngỏ lời yêu ai đó. Trong một lần cùng diễn với Ninh Dương Lan Ngọc ở chương trình Bí Mật Đêm Chủ Nhật, khi nữ diễn viên vừa xuất hiện, Trấn Thành bất ngờ tiến tới và hát ca khúc Trả Nợ Tình Xa, có phần lời được chế lại vô cùng hài hước. Không dừng lại ở đó, Trấn Thành còn quỳ xuống sân khấu và ngỏ lời cầu hôn Lan Ngọc. Ngọc hỡi Ngọc ơi làm vợ Thành đi. Nhanh trí và tự tin, Lan Ngọc ngã vào vòng tay của Trấn Thành, tạo nên một tràng cười thú vị cho khán giả theo dõi chương trình.